Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa thông báo về việc bắt người phạm tội quả tang đối với bà Kim Thanh Hạnh, sinh năm 1979, nghề nghiệp khi bị bắt quả tang là chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hạnh bị bắt quả tang về hành vi nhận hối lộ, thưa quý vị. Ngay trong sáng ngày 21 tháng 12, điều tra viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh để khám xét khẩn cấp nơi làm việc của bà Hạnh. Quá trình khám xét, điều tra viên không thu giữ được gì. Vụ việc liên quan đến một vụ án mà bà Hạnh được giao thi hành án. Người thi hành án là bà Nguyễn Thị Bích Ngân đã thi hành án xong vào ngày 14 tháng 12. Đến ngày 15 tháng 12, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh có quyết định hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với bà Ngân. Tuy nhiên, chấp hành viên Kim Thanh Hạnh đã không giao quyết định cho đương sự mà đòi bà Ngân phải đưa 20.000 đô la Mỹ, sau đó bà Hạnh giảm giá xuống còn 350 triệu đồng. Bà Ngân đã làm đơn tố cáo vào tối ngày 20 tháng 12 tại bệnh viện Mekong. Khi bà Hạnh nhận tiền thì bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang.